Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Amazon Việt Nam. Tôi là Nguyễn Mắc, là người hướng dẫn trực tiếp các bạn quy trình làm dropshipping trên Amazon trong năm 2020. Thì hôm nay quay trở lại video, tôi cùng các bạn sẽ tìm hiểu nội dung tiếp theo của bài học hôm nay trong khóa học series bán hàng trên Amazon trong năm 2020. Thì bài học hôm nay sẽ tiếp theo là một bài học số 10, đó là lựa chọn nhà cung cấp uy tín. Thì trên các bạn có thể theo dõi cái series khóa học bán hàng trên Amazon của tôi trên kênh Amazon Việt Nam đang hiển thị trên màn hình đây. Thì trên này có rất nhiều video tôi đăng tải về bán hàng trên Amazon như thế nào và các kinh nghiệm cũng như là các hướng dẫn chi tiết cụ thể trên mỗi video tôi đều đăng tải trên kênh Amazon Việt Nam. Thì các bạn có thể lên trực tiếp kênh Amazon Việt Nam ở trên YouTube, anh em có thể gõ trực tiếp Amazon Việt Nam để theo dõi video của tôi nhé. Thì cái khóa học series bán hàng trên Amazon này của tôi có 10 bài, có 30 bài. Thì hôm nay đã là bài thứ 10. Thì bài 10 là hôm nay nội dung của bài 10 là lựa chọn nhà cung cấp uy tín, và 9 bài còn lại thì tôi đã đăng tải trên kênh Amazon Việt Nam. Thì anh em có thể lên trực tiếp kênh Amazon Việt Nam để xem lại các video từ bắt đầu từ bài lập kế hoạch kinh doanh trên Amazon anh em nhé. Thì anh em có thể xem lại trực tiếp những cái bài học này để có thể nghiên cứu và làm được Amazon cho người mới bắt đầu. Thì nội dung của bài học ngày hôm nay là chọn nhà cung cấp uy tín. Thì khi mà các bạn kinh doanh trên Amazon ấy, thì cái việc lựa chọn nhà cung cấp rất quan trọng đối với cái quá trình bán hàng của các bạn. Thì các bạn lựa chọn nhà cung cấp như thế nào để đánh giá, để mà lựa chọn khi mà các bạn bắt đầu hợp tác, các bạn bán hàng, thì là một cái tiêu chí mà các bạn không nên bỏ qua, rất là quan trọng. Thì đánh giá nhà cung cấp uy tín thì các bạn phải lưu ý qua những cái tiêu chí sau. Thì các tiêu chí đánh giá nhà cung cấp thì gồm có, đó là thời gian bán hàng của nhà cung cấp càng lâu càng tốt, ví dụ trên 2 năm thì anh em nên chọn. Thực ra thì có những nhà cung cấp thì mới không quá lâu, tuy nhiên thì họ cũng rất là uy tín. Thì những cái nhà cung cấp như thế thì anh em cũng nên chọn, không nên bỏ qua, bởi vì là có nhiều nhà cung cấp thì người ta mới làm nên người ta có rất là nhiều những cái ưu đãi cho những cái seller mua hàng của người ta trên gian hàng của người ta. Có thời gian bán hàng trên 2 năm, đánh giá trung bình trên 4.5, trên 4.5 anh em nhé. Hoặc nếu mà ngon hơn nữa thì anh em phải là đánh giá trung bình trên 4.7 thì mới ngon được, thì mới là ngon nhất. Và có nhiều đánh giá tốt ở trên gian hàng của họ. Tương tác trên AliExpress thì trả lời nhanh. Trả lời nhanh ở đây là gì? Tức là khi mà các bạn liên hệ với người ta thì người ta trả lời các bạn rất là nhanh, reply các bạn rất là nhanh. Thì đấy là một nhà cung cấp rất là tốt, rất là uy tín. Thì chụp ảnh mẫu hàng và video hàng thật. Thì khi mà các bạn muốn xem được cái ảnh thật về cái mẫu hàng và cái sản phẩm thật của mẫu mà các bạn muốn muốn mua, thì các bạn phải yêu cầu khách, yêu cầu nhà cung cấp chụp ảnh cho các bạn, thì người ta đã vui vẻ, người ta chụp ảnh cho các bạn. Thì như thế thì đây là một cái tiêu chí đánh giá rất là tốt của bên nhà cung cấp. Thì có nhiều comment tốt, có nhiều feedback tốt, có nhiều người đánh giá tốt và có nhiều người review sản phẩm trên gian hàng của họ. Thì đấy là những cái tiêu chí mà các bạn nên đánh giá nhà cung cấp uy tín qua những cái tiêu chí đấy. Thì các bạn có thể nhìn lên đây. Đây là một, tôi sẽ chỉ cho các bạn những cái yếu tố để các bạn có thể theo dõi, đó là lựa chọn cái nhà cung cấp uy tín như thế nào. Thì đây là một cái gian hàng của một nhà cung cấp có tên là Wealthy House Gym Store. Đấy, thì cái nhà cung cấp này có 95,2% có feedback tốt, positive feedback. Thì 95,2% thì đa phần là cũng là một feedback khá là ngon rồi. Nhà cửa hàng này bắt đầu hoạt động từ ngày 27 tháng 8 năm 2019, tức là được khoảng chưa được một năm. Tỷ lệ đánh giá của người ta này, đấy, hàng có giống mô tả không này, 4.6. Tỷ lệ giao tiếp, tức là tỷ lệ trả phản hồi khách hàng ấy, 4.5, và tỷ lệ ship hàng 4.4. Nói chung nhà cung cấp này không quá uy tín đúng không ạ? Bởi vì là cái tỷ lệ này nó vẫn còn đen. Nếu mà cái tỷ lệ này mà tốt thì nó sẽ hiện màu xanh các bạn nhé. Đây là một nhà cung cấp chưa uy tín lắm, và có khá là ít feedback, có một review và chỉ có 4 đơn thôi. Đây các bạn có thể xem review của họ ở dưới này. Đấy, thì chỉ có review 5 sao duy nhất thôi, chưa có gì cả. Thì đây là một cái nhà cung cấp mà các bạn không nên lựa chọn. Nếu mà các bạn muốn làm lâu dài thì các bạn không nên lựa chọn cái nhà cung cấp như thế này. Thứ hai đó là các bạn phải nhìn vào cái mô tả sản phẩm và cái ảnh sản phẩm người ta làm có tốt, có đẹp hay không. Nói chung là người ta làm hình ảnh cái sản phẩm này khá là đẹp. Thì đây là cái gì? Đây là cái trang trí. Cái này là cái kẹo trang trí. Cái kẹo trang trí ngày sinh nhật, bữa tiệc sinh nhật và bữa tiệc Giáng sinh.
thì anh em có thể xem phần mô tả vào phần specification này này, để anh em xem cái phần mô tả. Phần mô tả của cái gian hàng này rất là ít, gần như không có gì, nên là anh em nói chung là anh em không nên đây phần mô tả của nó đây, description đây, thì anh em phải lựa chọn những cái nhà cung cấp nào mà viết thật đầy đủ chi tiết về cái sản phẩm đấy, và xem ảnh của nó ở bên dưới nữa nhé anh em nhé. Thì đây là một nhà cung cấp mà các anh em nên không nên lựa chọn. Tiếp sang một nhà cung cấp uy tín đây. Các bạn nhìn nhà cung cấp uy tín, nhà cung cấp này có tên là MyFresti Official Store. Nhà cung cấp này có tỷ lệ đánh giá là 100% và tỷ lệ feedback anh em này. Có thể nhìn là nhà cung cấp này hoạt động từ ngày 26 tháng 11 năm 2019. Tuy nhiên thì cũng không phải là mới, cũng không phải là quá lâu. Tuy nhiên thì anh em nhìn này, tỷ lệ hàng giống thật 5%, tỷ lệ giao tiếp khách hàng 5%. Đây, tất cả những cái chỉ số này càng cao càng tốt nha anh em nhé. Chỉ số này càng cao và càng xanh càng tốt nhé. Tỷ lệ ship đơn hàng, tỷ lệ ship chỉ 4.9%, là một tỷ lệ rất là tốt. Anh em nên chọn những nhà cung cấp như thế này đấy, để anh em có thể tham khảo và xem. Đấy, người ta còn hướng dẫn trên app luôn này. Ảnh đây, đây là một nhà cung cấp uy tín. Thì cái việc lựa chọn cái nhà cung cấp này khi mà các bạn kinh doanh trên Amazon thì thực sự là một công việc rất là quan trọng, bởi vì là nhà cung cấp sẽ ảnh hưởng đến tốc độ ship hàng. Khi mà khách nhận hàng không giống với mẫu rồi ship chậm thì sẽ để lại rất là nhiều phàn nàn, rất là nhiều feedback xấu cho cái tài khoản của mình. Như thế thì cái hiệu quả và những cái sức khỏe tài khoản Amazon của các bạn sẽ không tốt. Thì như thế thì nếu mà các bạn làm lâu dài thì sẽ không làm được. Vì vậy cái việc chọn nhà cung cấp như thế này rất quan trọng các bạn nhé. Vì thế nên là các bạn phải lưu ý tuyệt đối khi mà các bạn chọn nhà cung cấp. Thì trên đây là những cái đánh giá, những cái tiêu chí mà các bạn có thể lựa chọn nhà cung cấp khi mà các bạn bắt đầu tiến hành làm kinh doanh trên Amazon. Thì rất mong nhận được sự ủng hộ qua những cái video mà chúng tôi đăng tải. Thì nếu mà các bạn còn thắc mắc gì, các bạn có thể liên hệ trực tiếp của tôi, liên hệ trực tiếp tôi qua fanpage cũng như là Facebook của kênh Amazon Việt Nam, tôi đã để ở trên góc phải màn hình nhé. Thì anh em ở trên mô tả nữa, thì anh em muốn liên hệ trực tiếp thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi để tôi giải đáp những thắc mắc và những cái nội dung cho các bạn nhé. Thì hôm nay tôi xin dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhé.